quan điểm của anh như thế nào về vấn đề là rụt thụt rửa đại tràng quan điểm của mình thì nó cũng chỉ đơn giản là mình là người làm chuyên môn và mình dựa theo những kiến thức những y học hiện đại, đại cũng như là cổ truyền của các cụ để lại và cũng được học ở trong trường lớp về y học cổ truyền thì cá nhân mình thấy rằng là thụt rửa là một phương pháp tốt khi các nhà chuyên môn mong muốn muốn lấy máy đưa thiết bị nội soi kiểm tra ở trong đường ruột xem có u cục hoặc có viêm nhiễm gì không và có những cái chuẩn đoán gọi là chuẩn đoán vàng về những cái u cục hoặc như là cái những cái chứng những cái cái cái, cái nang những cái bolip gì đấy tuy nhiên mà cứ chả có vấn đề gì mà cứ lâu lâu vì là táo bón thì cứ lâu lâu là làm tí nước để thụt hoặc là có một bộ phận một số anh chị thì khuyên nhau thụt rửa bằng cà phê thì cái phương pháp rửa bằng cà phê nó có cách đây hàng trăm năm rồi nhưng mà tất cả các cái cơ quan y tế đặc biệt là y tế thế giới không công nhận đó là phương pháp tốt và cá nhân mình thấy rằng thì nếu mà thụt rửa quá nhiều thì nó mất rất nhiều cái hệ sinh thái ở trong đường ruột vì trong khoảng gần 2 mét đại tràng của con người chúng ta ấy, nó có có hàng trăm nghìn tỷ con vi khuẩn cả có lợi cũng như có hại nhưng nó luôn kìm chế và giúp nhau phát triển cũng như là làm cân bằng ở trong cơ thể vậy thì nếu các anh chị ra một cơ sở y tế nào đó mà anh vừa mới lội soi khoảng trước đấy 3 tháng thì sau 3 tháng anh chị đến chắc chắn người ta sẽ không làm chỉ có chỉ có những cái chỉ định theo kiểu như là nếu mà ông có vấn đề gì sợ rằng nghi là ca hoặc là nặng đề lắm thì người ta mới rửa còn không thì không bao giờ người ta làm và người ta khuyên là thường khoảng 6 tháng đến một năm thủ rửa làm một lần vì nó sẽ mất cân bằng hết và đứng ở góc độ các anh chị thì các anh chị suy nghĩ như thế nào thì các anh chị có thể còn đây chúng ta để bàn luận, luận tiếp nhé xin chào